Chiều ngày 15 tháng 7, đồng chí Phạm Văn Khanh, Ủy viên Thành ủy, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân quận và đồng chí Nguyễn Trường Sơn, Phó Bí thư Quận ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận tiếp và giải quyết đơn của công dân, cùng dự có các đồng chí lãnh đạo Ủy ban nhân dân quận, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ quận, Ủy phụ trách phường, lãnh đạo các cơ quan, Ủy ban nhân dân các phường liên quan. Ông Nguyễn Thế Dũng có đơn kiến nghị về việc ngày 26 tháng 12 năm 2023 Ủy ban nhân dân phường Trần Thành Ngọ đã tự ý tháo dỡ hai ngôi nhà diện tích 200 m vuông tại khu vực núi Thiên Văn của gia đình ông nhưng không đền bù, gia đình hiện không có chỗ ở. Sau khi nghe các ngành, đơn vị liên quan và phường Trần Thành Ngọ báo cáo trả lời làm rõ, đồng chí Phạm Văn Khanh, ủy viên thành ủy, bí thư quận ủy, chủ tịch hội đồng nhân dân quận nhấn mạnh, mọi hoạt động của công dân phải tuân thủ nguyên tắc thượng tôn pháp luật, các cơ quan chức năng sẽ bảo vệ quyền lợi của công dân nhưng phải trên cơ sở tuân thủ đúng quy định. Đồng chí Nguyễn Trường Sơn, phó bí thư quận ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân quận đề nghị ông nguyễn thế dũng nghiên cứu lại các quy định của pháp luật có liên quan và chấp hành nghiêm túc đồng chí phó bí thư quận ủy chủ tịch ủy ban nhân dân quận nhấn mạnh các hoạt động diễn ra trên đất rừng phải đảm bảo an toàn tính mạng người dân vệ sinh môi trường phòng chống cháy rừng vì vậy các cơ quan chức năng tiến hành giải tỏa các công trình vi phạm trên đất rừng đảm bảo an toàn cho người dân nếu ông nguyễn thế dũng có cơ sở để kiến nghị các nội dung khác thì tiếp tục có đơn ủy ban nhân dân phường trần thành ngọ giả soát lại toàn bộ hồ sơ nếu có cơ sở giải quyết báo cáo Ủy ban Nhân dân quận xem xét. Theo đơn ông Phạm Hồng Tuấn, cư trú ở phường Văn Đầu, năm 1957, ông Phạm Hồng Hải là bố đẻ ông Phạm Hồng Tuấn đã mua mảnh đất diện tích 240m2 gần chợ Gò Công, nay là số 30 đường Nguyễn Lương Bằng, phường Phu Liễn, quận Kiến An và đã cho trạm thuế của Ủy ban Nhân dân quận Kiến An mượn nhà và đất làm văn phòng chung. Ông Phạm Hồng Tuấn đề nghị xem xét trả lại nhà và đất cho gia đình ông. Trả lời đơn của công dân, đồng chí Nguyễn Trường Sơn, phó bí thư quận ủy, chủ tịch ủy ban nhân dân quận giao các cơ quan liên quan và hai phường văn đầu phù liễn xác minh quá trình ăn ở sử dụng đất của ông phạm hồng hải là bố đẻ ông phạm hồng tuấn bà đỗ thị quế là vợ liệt sĩ hiện cư trú ở phường nam sơn đề nghị được áp dụng chế độ miễn tiền sử dụng đất đối với gia đình chính sách khi bà làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần đất gia đình đã mua trả lời đơn của bà quế đồng chí nguyễn trường sơn phó bí thư quận ủy chủ tịch ủy ban nhân dân quận giao chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai kiến an phối hợp với các cơ quan liên quan giả soát diện tích đất gia đình bà đỗ thị quế đã mua và các chế độ chính sách gia đình đã được hưởng để làm căn cứ miễn tiền sử dụng đất